xin chào tất cả mọi người và chương trình Loto Show đặc biệt tối đêm nay tại... Trời ơi chị, ý là em để bánh bao đây thôi nè. Đó, chưa có gì đâu. Và chúng ta sẽ cùng tham dự một chương trình Loto Show đặc biệt của Nắng Loto Hương Nam với chủ đề lễ hội trái cây Nam Bộ lần đầu tiên có mặt. Dùm nội chồng bà lấy bà gái bà ba khó thở vậy bà kêu lại coi. Chồng tôi mặc áo bà ba khó thở đây dạ. Theo lời của Tâm Thảo đi, chồng tôi mặc áo bà ba khó thở bước ra đây. Phan, không. Ra đây rồi chụp hình sao. Rồi chụp đi. Đó, dạ đây mọi người. Dạ. Lấy cái này ra đưa cái bụng ra. Đó mọi người. Dạ. Đi ra anh. Đây dạ. Mọi người có thấy ai làm chồng mà ăn mặc vậy không? Hả? Ăn mặc là chiều cái áo dây Thảo đưa đâu. Đó mọi người, đêm nay sẽ là một đêm chương trình đặc biệt của Nắng Loto Hương Nam. Sẽ là chương trình Loto Show với chủ đề lễ hội trái cây Nam Bộ lần đầu tiên. Lần đầu tiên có mặt tại sân khấu Đầm Sen Square luôn nha. Đó mọi người, sẽ là một đêm kêu ra má. Cái tháp Loto Hương Nam giúp em. Tối đêm nay sẽ mời khán giả mình ăn trái cây nha mọi người nha. Nè, lột bên má. Cảm ơn cậu Nam. Đó mọi người, một đêm rất là đặc biệt nha mọi người nha. Đó, thì các người đẹp đang mặc những bộ trang phục bà ba rất là đẹp. Bắt đầu chương trình bắt đầu rồi nha mọi người. Chúng ta hãy cùng chờ đợi chương trình Loto Show lễ hội trái cây Nam Bộ. Mời tất cả quý vị ngay lúc này, cả tháp Loto Hương Nam đang livestream trực tiếp trên fanpage Gánh hát Loto Hương Nam. Kính mời tất cả quý vị đang có mặt tại phố đi bộ Đầm Sen Square, hãy dành cho Gánh hát Loto Hương Nam một nút like, một nút share để cho Hương Nam được đến gần hơn với tất cả quý vị. Cảm ơn nữa. Quý vị nào còn đi sâu đến mùa hãy nhanh chân tiến vào trong để lựa chọn cho mình những chương trình thật đẹp để cùng tham dự chương trình Loto Show đặc biệt tối đến nay. Một lần nữa, các bạn tổ chức xin được chào kính mời và kính mời. Quay ủng hộ cho Đá Loto Hương Nam nha. Dạ, kính mời quý vị ngồi một cái bàn ổn định để chia sẻ. Đây là vũ đoàn Rồng Nguyệt và hàng đêm đã hỗ trợ cho Đá Loto Hương Nam. Quý vị thấy những điệu nhảy hay là những điệu múa là hoàn toàn là do vũ đoàn Rồng Nguyệt hỗ trợ cho Đá Loto Hương Nam nha. Hello, hello mọi người. Dạ, đây có ai? Hai bèo đi vô đi. Dạ, xin mời. Đó mọi người đây. Dạ, hai anh rất là đẹp trai. Hai này là chồng của Bội Nhi hết nha. Anh này chồng Bội Nhi, anh này chồng Tâm Thảo. Em lẻ loi nha mọi người. Dạ đó. Đây là hai thành viên của nó. Ở từ đây. Đây là hai thành viên của vũ đoàn Rồng Nguyệt. Cảm ơn ha. Dạ. Dài đúng không? Quá đẹp, chồng mới kêu cơ má. Nghe chồng đi ra liền thấy không? Mới giới thiệu chồng đi ra liền. Đó. Trời ơi. Tự nhiên giới thiệu chồng có đi ra, giới thiệu trai, giới thiệu bèo đâu ra đâu. Thường rồi, bây giờ chúng em chuẩn bị bắt đầu rồi nha mọi người. Đêm nay thì khán giả đến đây rất là đông. Hôm nay là một ngày cuối tuần, mong sao mọi người đến đây chơi và tham gia những tập lao vé Loto có cơ hội trúng thưởng và nhóm hội chơi thắng Loto Hương Nam càng ngày càng đông hơn nữa nha. Đây em trả lại, em chuẩn bị diễn rồi. Đó, đêm nay sẽ hội ngộ với Bội Nhi Tâm Thảo. Dạ, và cũng không quên là em cũng xin cầu chúc cho Phạm Phương. Em cũng xin cầu chúc cho bạn Phạm Phương là một thành viên của Nắng Loto Hương Nam. Mong sao bạn sẽ mau khỏe để về với gia đình và trở lại sân khấu Hương Nam cùng với khán giả. Đưa một chuẩn ổn định để xem bao chương trình hấp dẫn với lại Loto Hương Nam với chủ đề mang tên lễ hội trái cây Nam Bộ đồng bằng sông Cửu Long. Sẽ làm hài lòng quý vị quay những món ăn trái cây tại Loto Nam rất thân thiện cho chương trình này. Và chương trình của chúng em hôm nay lễ hội trái cây á, chị Thảo rất là vui luôn á. Và hôm nay quý vị nhớ ăn trái cây đó. Tại vì được
con cái khe đi đó, đặt cái thùng nữ đó nè, đó mấy thùng nữ đó này bán cái khe nè, thùng nữ của làng em đó, làng chơi nha quý vị, bán bưởi, bán đu đủ, bán chuối đó, mấy cái thiết yếu đó quý vị, mấy cái thiết yếu là mấy anh mà hay cần tẩm bổ đó, đu đủ bổ bưởi bổ, bưởi mà anh thích nhất đó, cái gì ha, đêm nay là hội bưởi là nhiều nhất các vị, bưởi bự bự không nha đó. Thôi chào mọi người nha, tụi em lên nha, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và ngay từ bây giờ gánh hát Lô Tô Nam với chủ đề được mang tên lễ hội trái cây Nam Bộ xin phép được bắt đầu.
tất cả quý vị. Xin chào đón tất cả quý vị. Alo. Alo. Xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Lotto Show của các hát Nam tới đêm với chủ đề lễ hội trái cây Nam Bộ. Một lần chúc mừng và chào trân trọng nhất. Alo, gọi anh Văn Thịnh, mất chùm em anh trai. Trời ơi, em rồi. Alo. Alo. Em thử gần 30 cái mất không có nào được hết trơn, trời ạ. Rồi, xin cảm ơn những cái đẹp của cái nát Lotto Hương Nam. Quý vị có thể dành cho Lotto Hương Nam và Vũ Đoàn Đồng Việt một tràng pháo tay thật lớn hơn đúng không ạ quý vị? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và cái bây giờ những cô gái miền Tây Nam Bộ sẽ bắt đầu tiến xuống bên dưới phục vụ cho quý vị những lá vé đầu tiên. Cho mỗi lá vé mệnh giá đó là 20.000 đồng một lá vé.